huấn luyện viên Philip Trusi can thiệp, Paul Fan Club lập tức cho Quang Hải ra sân. Quang Hải đã được thi đấu trở lại cho Paul Fan Club với gần 15 phút có mặt ở trận đấu với stay Lavan tại vòng 24 Liga 2. Sau hai trận đấu liên tiếp không thể góp mặt trong đội hình chính và phải xuống thi đấu cho đội B ở giải hạng năm Pháp, Quang Hải cũng đang dần lấy lại niềm tin với huấn luyện viên Didier Tholot. Bằng chứng là việc tiền vệ sinh năm 1997 đã được trao cơ hội ở trận đấu vừa qua giữa Paul Fan Club và Stay La Vang. Cụ thể Quang Hải được tung vào sân ở phút thứ 80, thời điểm mà Paul Fan Club đang bị dẫn trước 0-1. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vào thay cho Charles Boli. Được xếp đá ngay sau tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-1-4-1. Tuy nhiên thêm một lần nữa Quang Hải không để lại được quá nhiều dấu ấn. Trong 14 phút có mặt trên sân, Quang Hải không thể giúp Paul Fan Club thoát khỏi thất bại trận thua với tỷ số 0-1. QBV Việt Nam 2018 chạm bóng 8 lần, có tổng cộng 5 đường truyền, đạt tỷ lệ chính xác là 40%. Ngoài ra Quang Hải cũng có tới 5 lần làm mất bóng và 1 phần 3 pha tranh chấp tay đôi thành công. Kết quả này khiến Paul Fan Club vẫn chưa thể cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng Liga 2 với 27 điểm và xếp ở vị trí thứ 15. Tuy nhiên việc được ra sân cũng cho thấy Quang Hải vẫn được huấn luyện viên Didier Tholot để mắt tới và có giá trị sử dụng. Việc cần làm hiện tại là phải cải thiện được phong độ. Trước đó khi liên tiếp không có được cơ hội ra sân, Quang Hải đã chủ động xin huấn luyện viên Didier Tholot để rút khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Grenoble Foot. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam sau đó chuyển xuống đội B của Paul Fan Club và đá trọn vẹn 90 phút trong trận đấu ở giải hạng năm pháp thời gian FIFA Days tháng 3 tới, Quang Hải sẽ quay trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Trước đó tân thuyền trưởng của trồng vàng là Philip Trussi đã đến tận Pháp để thăm tiền vệ sinh năm 1997. Được biết Philip Trussi cũng chính là thầy của huấn luyện viên Didier Tholot. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.